Chị xin chào anh chị và các bạn nha. Lâu lắm mới lên hình lại. Hôm nay em chạy qua bên quận 2 bán vụ mấy mảnh mấy xe đây. Hôm nay mấy mảnh có nhiều xe đó anh chị ạ. Rất là nhiều xe luôn. Thì công việc của em lúc giờ vẫn vậy ha, chỉ là hai bên thôi và hợp tác với những anh em bên quận 2 ha. Thì nói chung anh chị nào mà xem kênh của em nhiều cũng biết em chỉ làm việc ở quận 2 và ở Thủ Đức thôi. Thì anh em liên kết với nhau làm việc với nhau thôi nha anh chị ha. Thì hôm nay qua đây bán phụ mấy anh quận 2 còn rất là nhiều xe luôn. Hôm nay chị sẽ làm một cái clip cập nhật những chiếc xe mà đang có ha, và giá sẽ giảm luôn. Chị sẽ giảm giá một số dòng xe cho anh chị các bạn nào quan tâm thì cứ đến quận 2 Lưu Đình Của coi xe nha. Thì trước khi đến thì anh chị nhớ liên hệ trước cho chị một cái, xe còn hay không thì chị sẽ báo anh chị liền ha. Chứ nhiều khi anh chị chạy đến thì xe bán rồi thì mất công anh chị thôi đó. Bây giờ chị sẽ bắt đầu đi dạo một vòng cái showroom đó, coi có chiếc nào anh chị các bạn cần không nha. Thì đầu tiên sẽ là một chiếc Fortuner máy dầu tự động anh chị, cũng là màu đồng ánh kim nè anh chị. Đó, con này nói chung là anh chị mà đi đến coi thực tế cái dòng màu đồng ánh kim này ngoài anh chị, nó đẹp lắm anh chị. Cái dòng màu đồng ánh kim này rất là được nhiều anh chị thích nha. Cái dòng màu đồng ánh kim này nè, cái dòng Fortuner màu đồng này nhìn đẹp lắm. Anh chị mà đến coi thực tế ở ngoài nhìn cái màu đồng này đẹp lắm. Xe này do để ngoài khóa cửa rồi. Khóa cửa xe này đi được có 28.000 cây thôi nha anh chị nha. 28.000 cây à. Sản xuất 2019 á, máy dầu tự động, vỏ xe còn rất là dày. Đó. Chỉ xe này thì chiều sẽ bán với giá là 901 thôi. Bánh xe dự phòng chưa gớt đúng không anh chị? 901 thôi, bị Sài Gòn sẵn luôn. Đây, anh chị các bạn nào cần máy dầu tự động thì liên hệ chiều đến coi ha. Rất là đẹp. Nói chung cái màu đồng này đẹp lắm nha. Cái này anh chị mà đến coi đảm bảo anh chị thích ngay à. Đẹp lắm, màu đồng này ngoài nhìn đẹp lắm. Hôm bữa cũng trước Tết chiều có về một con này nè, và chị cũng bán rồi. Cái anh khách anh đến anh khen cái màu đồng ánh kim này rất là nhiều luôn. Màu đồng ánh kim nhìn đẹp lắm. Giá 901 mà, máy dầu tự động. Thì con Vios này thì khách hàng đã đặt cọc rồi anh chị ha. Chiều có một con Toyota Hiace nè, 16 chỗ ngồi. Động cơ là 2.7 máy xăng anh chị. Xe này nói chung là nhìn là cũng không tin được luôn anh chị ha. 2008. Đó, mà chạy có 60.000 cây à. Thật không tin được luôn ha. Vỏ xe dày luôn nè. Xe này về anh chị làm hoán cải này nọ, phục vụ công việc được ha. Xe cũng khóa cửa hết rồi. Xe này chị bán chỉ 260 nữa nha anh chị nha. 260 còn thương lượng nha. Còn thương lượng á. Đó, mua về phục vụ công việc chở hàng này nọ cũng được. Giá chỉ có 260 triệu thôi. 2008. Rồi bây giờ kế tiếp một chiếc Veloz ha. Veloz. Veloz này thì 2022 bản top nha, bản full option á, rush. Xe này được cái là khách hàng đã dán cách âm anh chị. Cái dòng Veloz này cái to nó mỏng lắm. Đúng không? To nó mỏng nhưng mà khách hàng đã dán cách âm rồi nè anh chị nghe nè. Đó. Rồi cái cửa này nó im nè. Anh chị thấy không? Nghe không? Cái tiếng nó rất là im. Đó, xe này đã dán cách âm anh chị nha, dán cách âm. Veloz Rush 2022 chạy 3.000 cây. Đó, lên màn Android cam hành trình đầy đủ ha. Có camera 360, đèn thì full LED. Mới chạy có 3.000 cây thôi. À, xe này thì biển Sài Gòn sẵn nữa. À, anh chị nào Sài Gòn thì giữ lại biển số ha. Còn anh chị nào ở tỉnh thì chị sẽ bao cuốn hồ sơ nha. Bao cuốn hồ sơ về anh chị đăng ký mới lại thôi. Còn xe này chị bán với giá chỉ 710 triệu thôi. 710 triệu thôi nha. Đó, anh chị các bạn nào quan tâm liên hệ chiều đến coi. Con này thì đã nhận cọc rồi. Kế tiếp là một con này 2019 anh chị nha. Xe mới chạy có 18.000 cây nhưng mà số tự động luôn nha anh chị nha. Giá chỉ có 475 triệu thôi. 475 triệu thôi nha anh chị nha. Xe nè, 18.000 cây còn đẹp lắm. Cái xin ni lông ở đây vẫn còn nè. Đó. Nhưng mà số tự động anh chị nha. E số tự động 475 triệu chạy 18.000 cây. Xe có bọc trần ghế da và lót sàn đầy đủ cho anh chị ha. Đó, chỉ có 475 triệu thôi. 2019 luôn, số tự động luôn. Đó. Còn con này là bản G nè, G là 2021 nè, nó khác nhau cái mâm và cái đèn anh chị thấy không? Đó, cái mâm và cái đèn nè. Đó, đây nè, cái mâm nè. Đó, đây là cái đèn nè. Nó khác nhau cái phần đầu cản anh chị ha, khác nhau cái phần đầu cản. Con này là G 2021 nha. Chạy có 5.000 cây à. G 2021 chạy có 5.000 cây. À. Xe này chiều đoán với một giá là 560 triệu thôi. 560 triệu, anh chị các bạn quan tâm liên hệ chiều đến coi. Đây là bản G nha, bản G. Bản G 2021 là full đèn LED chiếu sáng. Xe này có màn hình Android Test nha, có camera 360 đầy đủ luôn. Giá chỉ có 560 thôi. Anh chị các bạn nào quan tâm liên hệ chiều đến coi. Đó, lắp camera 360 cho anh chị luôn nè. Đó, cam 360 luôn, quanh xe. Xe chạy có 5.000 cây à. Biển Sài Gòn sẵn luôn nha anh chị nha. Biển Sài Gòn sẵn luôn. Đó, biển Sài Gòn sẵn luôn, bản G 2021 nha. Còn đây là một con Tucson. Tucson 2021 đăng ký 2022. Chạy 30.000 cây. Máy dầu 2.0 bản full anh chị nha. Máy dầu 2.0 bản full chạy 30.000 cây. 2021 nhưng mà đăng ký 2022 anh chị nha. Đăng ký 2022.
Đó là cái phần đất xe nhìn rất là đẹp luôn, đất xe rất là đẹp. Đó, chiếc này chiều hôm nay chiều giảm nha, hôm nay chiều giảm giá nha. Lúc trước chiều đăng trước Tết là chiều đăng 980, thì hôm nay bán nói chung là cũng giảm mạnh mạnh chút xíu để đẩy con này đi, thì chiều sẽ bán với một mức giá là 960 triệu thôi. Nhìn cái vàng nút bấm nhìn nó hiện đại ha chị ha. Đó, số là vàng nút bấm hết rồi, số vàng nút bấm hết rồi, rất là hiện đại luôn. Đó, đây nè, thắng tay điện tử tầm giữ thắng đầy đủ ha, hai cái màn hình nè, nhìn rất là xịn ha chị ha. Chạy 38.000 cây. Đó, option đầy đủ. Túc sinh 2021. Đây, túc sinh 2021. Đó, nhưng mà đăng ký 2022. Option đầy đủ. Máy dầu 2.0 bản full. Rất là đẹp luôn, nhìn rất là đẹp. Cái xe này nhìn nó gần cạnh nhìn nó đẹp ha chị ha. Còn con Hybrid này nè, hôm nay chiều sẽ giảm nữa nha. Con này là bản Hybrid 2021. Hồi trước Tết chiều đăng với giá là 950 triệu. 950 triệu. Hybrid 2021 chạy 15.000 cây. Đó, anh chị các bạn nào thích dòng Rush Hybrid thì đến coi ha. Con này là Corolla Cross phiên bản Hybrid. Đó, nội thất nè, màu đỏ. Chạy 15.000 cây ha. À, xe này thì biển Hà Nội nha, biển Hà Nội nhưng mà xe đang nằm tại Sài Gòn nha. Anh chị nói Sài Gòn thì đăng ký về là biển số 51K. Không có tốn 20 triệu nữa, anh chị chỉ đóng thêm 2% phí trước bạ thôi. Thì chiếc này trước Tết chiều đăng là 950, hôm nay chiều sẽ giảm còn 930 thôi. Đó, 930 triệu thôi. Nói chung mà giá này chiều cũng chắc có thể là còn thương lượng thêm một chút xíu nữa. Nếu mà anh chị nào có thiện chí thì cứ đến coi đi. Rồi anh em mình chốt lại cái giá sau ha. Chiếc bên đây là chiếc Corolla Cross bản V. Cũng là 2021 luôn. Xe này chạy có 9.000 cây à. 9.000 cây. 2021. Đó, con này chạy 9.000 cây à. Xe này thì chị sẽ bán với một mức giá là 830 triệu thôi, sản xuất 2021 anh chị nha. 2021 ha, nội thất đen. Chạy 9.000 cây à, xe còn đẹp lắm. Đó, cái màn hình nè. Đó. Màn hình to ha. Ở đây thì có một cái camera hành trình nè, dạng gương luôn. Đó, chạy có 9.000 cây thôi, 9.000 cây. Bản V. Đó, có hai cái lựa chọn màu trắng cho anh chị ha. Đó, một con bản V và một con bản HV. Đó, một con V, một con bản HV, tùy anh chị thích và lựa chọn ha. Bản HV thì chiều sẽ bán với một mức giá là 930 2021. Còn bản V thì chiều sẽ bán với một mức giá là 830 2021, nó cách nhau 100 triệu ha. Cách nhau 100 triệu. Đó. Anh chị các bạn thích xe nào thì cứ đến coi và lựa chọn. Rồi, chiếc Don Rock này chiều cũng xả lỗ nè. Đây là thật sự xả lỗ nè. Xả lỗ nha. Chiếc này chiều xe xả lỗ. Con này 2020 nhưng mà đăng ký là tháng 12 2020, là nó cũng gần 2021 á. Xe này chạy 30.000 cây, cũng là bản HV luôn. Đó, xe này chiều sẽ xả lỗ đi. Khoảng 905 triệu thôi, 905 triệu. Đó, 905 triệu. Rẻ hơn cái con bên kia tới 25 triệu luôn. Con kia là 903. Cái con trắng bên đó đó. Trắng bên đó là chiều bán vào giá 903 2021. Xe này chiều bán xả lỗ là 905 triệu 2020. Đó. Nhưng mà đăng ký tháng 12 nha, nó cũng gần 2021 luôn nha. Cũng là Rush HV luôn. Anh chị các bạn nào thích thì đến coi ha. Đó, rồi, cho nói chung là cũng có một dàn xe này thôi. Đó, anh chị các bạn nãy giờ xem clip mà quan tâm con nào thì đến coi ha. Liên hệ trực tiếp cho chiều trước khi đến xem anh chị nha. Đó. Rồi, chiều cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip nha. Anh chị các bạn quan tâm liên hệ chiều đến coi. Và anh chị các bạn nào lần đầu vào kênh thì nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo về xe ô tô cũ và sử dụng anh chị nha.